Hello các bạn, lại là Phúc đây. Tối hôm nay lại thèm đồ nướng sẵn nữa rồi. Hơn 8 giờ tối chạy ra khu chợ lớn, khu Lê Quang Sung gần bến xe chợ lớn để ăn vú heo nướng cho bớt thèm nè. Hôm nay thì mình ăn ở chỗ mới là xe vú heo bé, kêu ít thịt nướng, chân gà nướng, ăn kèm lại tay heo nướng, rồi thêm vài trái đậu bắp miễn phí nhâm nhi cả buổi tối luôn. Đầu tiên là vừa chạy tới thì Phúc chọn món rồi vô mấy cái bàn phía trong ngồi chờ thịt nướng chín rồi thưởng thức nha. Để Phúc đọc menu cho các bạn tham khảo nè. Chân gà thì chỉ có 15.000 đồng một cặp thôi, mề gà, tớp mỡ, bông xôi, ốc mít hay là bông bóng đồng giá là 30.000 đồng 100g, lỗ tai heo, lưỡi heo và tụ thì đồng giá là 40.000, riêng vú heo là 50.000 đồng 100g. Ngoài ra còn có hộp vịt lộn là 8.000 đồng một trứng, vịt giữa là 6.000, cút lộn 13.000 đồng một chục, cút lạc là 10.000, hay là có luôn trứng lồng đào 5.000 đồng một trứng nha. Có thêm các món như là trứng sò me, ốc cà na, ốc hương, sò huyết, sò me, giá từ 30.000 cho đến 50.000 đồng một phần. Các loại nước uống thì đủ loại từ 15.000 cho đến 30.000 đồng một phần thôi. Ở đây thì có một anh giữ xe, một anh đứng nướng sẵn hết, vị nêm nếm thì cũng ok lắm. Riêng Phúc thì thấy ăn ổn và ngon miệng, nguyên cái mâm 3 món kèm đậu bắp miễn phí, ăn hai người đã đời luôn mà chỉ có 120.000, uống trà thì gọi tính riêng nha. Phúc đã từng ăn một cái quán ở khu này nhưng mà ấn tượng ở quán bé này thì menu nhiều món, ngồi vào bàn là quán mang ra ba loại nước chấm như là muối ớt xanh, chao và muối tiêu chanh. Khu này thì buổi tối ra chơi trời mát và đông vui lắm, tại nguyên một dãy đường cả chục chiếc xe bán liền nha. Cái món vú và tay heo chấm chao Phúc ăn cảm thấy ngon nhất, hoặc là các bạn có thể gọi thêm bạch tuộc chấm muối xanh cũng ok luôn, mà cái anh kia nướng cũng lẹ lắm cho nên không có đợi lâu đâu. Các bạn đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều quán ăn ngon rẻ bình dân ở Sài Gòn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai.